Chúa cho chúng ta có được một thêm một ngày nữa để chúng ta đến với nhau học hỏi lời của Chúa và cầu nguyện với nhau. Tôi xin bắt đầu với lời cầu nguyện. Chúa, chúng con tạ ơn Ngài trời sự thương xót của Chúa cùng mỗi một chúng con. Và chiều ngày hôm nay chúng con đến đây, chúng con học lời của Ngài trời. Chúng con xin Chúa ngài đến và ngài giúp cho chúng con mở tâm trí chúng con ra trời, chúng con có thể thấu hiểu được điều mà ngài muốn nói vào lòng mỗi một chúng con. Và Chúa, xin Chúa ngài để cho lời sống động của Ngài trời ăn sâu vào trong đời sống của chúng con và giúp chúng con trưởng thành trời trong đức tin của chúng con và đem chúng con trở nên những người để có thể ảnh hưởng được vương quốc của Ngài trời, để làm mở mang vương quốc của Ngài và để làm cho thế giới xung quanh chúng con trời càng ngày càng yêu Chúa nhiều hơn và yêu nhau nhiều hơn. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Buổi chiều ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ qua những lời của Chúa mà tôi đã học hỏi trong những ngày vừa qua. Vào trong khoảng thời gian này, trong mỗi một năm thì tôi thường thường nghĩ đến các thầy cô giáo của tôi, là bởi vì nó tương đương với lại phụ huynh. Thì thường thường chúng ta tưởng nhớ đến những người mẹ của chúng ta vào tháng 5 và tưởng nhớ đến những người cha của chúng ta vào tháng 6. Thì tôi cũng trong những cái thời gian này thì thường thường nghĩ đến những người cũng như bố mẹ của tôi trong các trường học đã đỡ đầu cho tôi, giúp đỡ cho tôi trở nên con người mà tôi đã trở thành. Trong lúc mà tôi suy nghĩ đến các giáo viên đã giúp đỡ cho tôi trong những ngày vừa qua, trong những năm tháng vừa qua, thì tôi đi qua cái lời Kinh Thánh này và tôi thấy được rằng cái điều mà Chúa dạy dỗ cho tôi thì nó đi đôi với lại những cái gì đó mà tôi đang suy gẫm. Tôi muốn đọc lại ở trong Giăng đoạn số 19 câu số 17 trở đi, thì nói như thế này: Đức Chúa Giêsu vác thập tự giá mình đi đến ngoài thành tại một nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew gọi là Golgotha. Chúng ta thấy ở đây bắt đầu bằng một cái vị trí, một cái nơi ở ngoài thành. Kinh Thánh cho chúng ta biết những cái nơi mà nó diễn ra trước mắt của chúng ta, ở ngoài cái thành Jerusalem, đến một cái nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew gọi là Golgotha, cho chúng ta những cái chi tiết về một cái nơi mà chúng ta chưa bao giờ tới đến và chúng ta không thể nào hình dung được. Ý đó là chỗ họ đóng đinh ngài, lại có hai người khác với ngài, một người mỗi người một bên, còn Đức Chúa Giêsu ở chính giữa. Chúng ta thấy rằng ở trong những cái lời Kinh Thánh này chúng ta biết được những cái vị trí. Ở tại ngoài thành Jerusalem có một cái nơi gọi là Golgotha. Tại nơi đó thì Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh và ngài bị đóng đinh ở giữa và hai người khác thì bị đóng đinh hai bên. Có rất là nhiều những cái bức hình ở đây mà chúng ta thấy được những cái vị trí của những cái điều này nó xảy ra. Thì vị trí cho chúng ta thấy về những cái nơi mà những cái dữ kiện này nó xảy ra. Một cái ví dụ khác về vị trí nói đến cái chức vụ hoặc là cái thẩm quyền hoặc là cái quyền năng của một người nào đó. Ở trong câu số 19 bắt đầu, Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng trong cái quyền của ông. Ông sai những người khác làm một cái bảng rồi treo lên thập tự giá đó. Trên bảng đó có chữ đề rằng Giê-xu là người Nazareth, là vua dân Giu-đa. Vì nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở ngoài thành và chữ đề trên bảng đó viết bằng tiếng Hebrew, tiếng Latin và tiếng Greek, cho nên có nhiều người Giu-đa đọc đến. Các thầy tế lễ của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng: Xin đừng viết vua dân Giu-đa, nhưng viết rằng người nói ta là vua dân Giu-đa. Phi-lát trả lời rằng: Lời ta đã viết thì ta đã viết. Thì chúng ta thấy rằng ở trong này có rất là nhiều những cái chức vụ hoặc là những cái vị trí được đưa ra. Ông Phi-lát ông nói rằng ta là người có thẩm quyền, ta sai những người khác viết những gì ta muốn. Những người thầy thông giáo của người Giu-đa thì đến với lại Phi-lát và nói rằng đừng viết như vậy, là bởi vì cái đó nó không có chính xác, bởi vì cái người này không phải là vua của tôi. Cái vị trí của cái người này không phải là người vua của chúng tôi. Và ông Phi-lát ông nói rằng tôi mặc kệ, là bởi vì cái vị trí của tôi lớn hơn vị trí của quý vị. Thì ở đây cho chúng ta thấy một cái khía cạnh khác về vị trí nói đến cái thẩm quyền của một con người nào đó. Và cái lý do tại sao có lẽ những người thầy thông giáo không có muốn cái chữ vua dân Giu-đa được viết ở trên đó, là bởi vì cái điều đó nó làm cho sỉ nhục cho họ. Cái sự một người vua của một đám dân nào đó bị đóng đinh, bị trần chuồng, treo lên trên một cái cây gỗ như là một
một cái người tù tù nhân thì gây lên một cái sự xúc phạm cho cả một cái dân sự đó, cho nên họ không có muốn cái điều đó. Họ chỉ muốn cái sự sỉ nhục này cho một con người nào đó mà thôi. Cái những cái người hệ thống giáo thì họ chỉ muốn sỉ nhục Chúa Giêsu, họ không có muốn chính họ cũng bị sỉ nhục qua cái việc này. Nhưng mà bởi vì Phi-la viết rằng đây là vua dân Giu-đa, cho nên ông ta sỉ nhục cả một cái dân sự. Chúng ta thấy được rằng những cái vị trí, những cái điều, những cái lời viết rất là đơn giản có thể ảnh hưởng những cái sự suy nghĩ, hoặc là ảnh hưởng cái tâm trạng, những cái gì đó mà nó gây ra trong tấm lòng của chúng ta. Ở trong câu số 23 trở đi, quân lính đã đóng đinh Chúa Giêsu, đặt một người nào đó vào trong một cái vị trí nào đó rồi. Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo sống của Ngài chia ra làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Chúng ta thấy rằng vị trí ở trong thế gian này, ở trong thế giới này cũng cho chúng ta một điều nữa, đó là khi mà chúng ta đã đặt một người nào đó vào trong một vị trí rồi đó, nào đó rồi, thì chúng ta có thể lấy từ họ bất cứ những gì mà chúng ta muốn lấy từ họ. Vị trí nói đến đặt một người nào đó để chúng ta có thể kiểm soát họ, chúng ta có thể làm bất cứ những cái gì đó đối với cái người đó mà chúng ta muốn. Bởi vì một khi mà chúng ta đã đặt họ vào trong cái vị trí đó. Ở đây nói đến cái sự đóng đinh, nhưng mà có lẽ ngày hôm nay chúng ta đóng đinh những người khác vào trong những cái vị trí nào đó để mà chúng ta có thể hành xử họ tùy theo những cái ý gì đó mà chúng ta muốn. Người đó là một người tù phạm chẳng hạn, giống là cái người mà đã đi cán giết rất là nhiều người trong những ngày vừa qua. Thì trong cái tâm trạng của chúng ta sẽ đưa ra những cái sự hành xử cho người đó, nói rằng đây, cái người này phải bị giam vào trong một cái ngục nào đó, và những cái điều gì đó mà rất là tệ phải xảy ra cho cái người đó để mà cho cái người đó họ trả cho những cái gì mà họ đã làm chẳng hạn. Thì trong cái thâm tâm của chúng ta thường thường chúng ta làm cái điều này, chúng ta muốn đóng đinh một cái người nào đó vào trong một cái cây thánh giá nào đó, và để rồi chúng ta có thể lên án họ, để mà chúng ta có thể chỉ trích họ, để chúng ta có thể lấy đi những cái gì đó mà Đức Chúa Trời đã đặt để vào trong cái đời sống đó. Lấy đi cái quyền làm con Đức Chúa Trời ở trong cái người đó. Chúng ta có thể nói rằng đây là một người quá tội lỗi, không thể nào làm con cái của Đức Chúa Trời được, và chúng ta muốn lấy đi cái quyền đó từ cái con người đó. Hoặc là cái người đó đã xúc phạm tôi, cho nên tôi muốn lấy đi cái tình giữa tôi và cái người đó. Chúng ta có thể hành xử rất là nhiều cách khác nhau một khi mà chúng ta đã đặt để một người nào vào trong một cái vị trí nào đó rồi, ở trong cái thâm tâm của chúng ta, để chúng ta có thể lấy đi từ họ áo sống, chia ra những cái gì đó, phân tích ra những cái gì đó về cái con người đó, và để rồi chúng ta có thể lấy đi những cái nhân tính của họ chẳng hạn. Ở trong cái đoạn kinh thánh này cho chúng ta thấy được rằng mặc dù Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh ở đây, nhưng mà chúng ta thấy được rằng rất là nhiều người khác bị ảnh hưởng bởi cái sự đóng đinh này. Những người thầy thông giáo, những người trưởng lão của dân Giu-đa cũng trong cái lúc này bị đóng đinh, là bởi vì nói rằng vua dân Giu-đa, cho nên cả cái dân Giu-đa đó bị đóng đinh cùng với cái người này. Mặc dù họ không có cái ý đó, nhưng cái điều đó nó xảy ra. Chúng ta đọc thêm về cái phần cuối cùng ở đây. Ở trong câu số 25 bắt đầu như thế này: tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giêsu. Ở đây cho chúng ta biết rằng có một cái vị trí nữa, tại bên một cái phần nào đó của cái thập tự giá của Đức Chúa Giêsu, có mẹ Ngài đứng đó với chị mẹ Ngài là Mary vợ Cleopa và Mary Magdalene nữa. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một người môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: hỡi đàn bà kia, đó là con ngươi. Trong câu số 27 đoạn, Ngài phán cùng người môn đồ rằng: đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người mẹ về nhà mình. Tôi thấy trong rất là nhiều năm vừa qua thì tôi có rất là nhiều những người giáo viên, và những người giáo viên đó đặt tôi vào trong những cái vị trí trong cuộc sống này, và ngày hôm nay
bởi vì những cái điều mà họ đã làm cho nên tôi trở nên cái con người đứng trước mặt quý vị đây. Nếu mà quý vị có muốn đổ lỗi cho ai thì hãy đổ lỗi cho những người giáo viên của tôi. Là bởi vì nếu như mà tôi là một người mà xấu xa là bởi lý do của là họ đã đặt để tôi vào trong những cái vị trí đó. Tôi nhớ khi mà tôi sắp sửa ra trường thì bà thầy của tôi thì bà nói rằng có một cái việc làm này, tôi muốn mày đi qua đó làm. Lúc đó là bà nói tôi đi qua bên North Carolina để đi làm. Và rồi bà nói rằng đi làm đi, là bởi vì cái công việc đó nó xứng đáng cho mày. Rồi thì tôi cũng dạ vâng lời, xách cổ đi qua bên North Carolina đi làm. Và rồi mấy năm sau thì ông thầy của tôi cũng gọi lên, ông nói rằng ở bên này nè, có cái công việc bên này nè, bây giờ mày về đây làm đi, cái công việc này nó xứng đáng cho mày đó, mày về đi mày làm đi. Dạ thưa thầy con về. Thì giống như là mình là một cái người giống như là ai đặt đâu ngồi đó vậy đó. Ai mấy người thầy giáo muốn đặt đâu thì tôi chỉ biết vâng lời và làm theo thôi. À, thấy ngoan ngoãn không ạ? Giờ chưa chắc. Và một vài năm sau thì cũng cái ông boss cũ của tôi, ông nói là giờ ta đi qua bên Philadelphia làm rồi, bây giờ ta cần mày qua đây làm với tao. Cũng dạ để dạ để cháu theo, nhưng mà lúc đó là bởi vì thất nghiệp rồi cho nên phải đi thôi, không có lý do gì khác để mà ở lại hết. Nhưng mà trong những cái đoạn đường đó thì tôi thấy được rằng luôn luôn có một người nào đó mở cửa, luôn luôn có một người nào đó dẫn đầu và đặt để tôi vào trong những cái vị trí, và cho đến những ngày vừa qua thì họ vẫn còn dẫn dắt. Thì trong những cái sự suy nghĩ đó, trong những cái sự nhớ ơn đó thì tôi cũng thường ngày, trong những ngày tháng vừa qua viết email gửi đến cho các người thầy của tôi và có những lời cảm ơn vì họ đã giúp cho tôi trong những cái đoạn đường vừa qua, trong lúc tôi còn non nớt, không biết nhiều về những cái thế giới xung quanh này. Và trong đó thì tôi đọc đến cái phần những cái câu kinh thánh này trong câu số 28 trở đi, trong câu số 26 trở đi thì nói đến cái tình cảnh rằng Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự giá rồi nhìn xuống và thấy mẹ của mình và thấy một người môn đồ của mình, và Chúa tạo nên một cái vị trí mới, Chúa tạo nên một cái gia đình mới. Trong lúc mà Chúa đang chết thì Chúa làm nên một cái gia đình mới cho những người còn lại. Và chúng ta và tôi nghĩ lại trong cái điều này thì tôi thấy được rằng mặc dù bố mẹ tôi sanh tôi ra, nhưng mà ít cái khi nào mà nói cho tôi biết tôi cần phải làm cái gì. Ngoài trừ ra con không có được phá, hoặc là con không có được nói dối, hoặc là này kia nọ, nhưng mà tôi chưa có thấy được rằng bố mẹ tôi đưa tôi vào trong một cái vị trí nào ở trong cái thế giới này. Nhưng mà rồi càng suy nghĩ thì tôi thấy được rằng có một điều mà bố mẹ tôi đã làm, đó là đem tôi đến chân của thập tự giá và đặt để tôi ở tại nơi đó, để cho tôi ngày hôm nay có được một cái gia đình giống như là Chúa đã tạo dựng nên đời. Rất là nhiều người trong hội thánh của chúng ta có rất là nhiều những sự mất mát. Tại chân của thập tự giá, khi mà chúng ta nhìn lên thì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta mất đi một người thầy. Chúng ta nhìn lên và cảm thấy rằng chúng ta mất đi một người trong gia đình của mình, một người anh, một người chị, một người em. Chúng ta nhìn lên thập tự giá và chúng ta thấy được chúng ta đã mất đi những cái mối quan hệ với lại những người khác. Có những sự đau khổ, những sự rạn nứt được viết ở trên thập tự giá đó. Những sự sỉ nhục, những gì đó mà đè nặng trên cái tâm linh của chúng ta được ở trên thập tự giá đó. Và mỗi một lần chúng ta nhìn lên thập tự giá đó thì chúng ta cảm thấy giống như chúng ta bị rạn nứt và bị vỡ ra. Nhưng mà tại chân của thập tự giá đó, chúng ta được Chúa hàn gắn lại. Chúng ta được Chúa cho chúng ta trở nên lành mạnh trở lại. Cho chúng ta một gia đình mới khi mà chúng ta đã mất gia đình của mình rồi. Cho chúng ta một cái mối quan hệ mới khi những mối quan hệ trong đời sống của chúng ta nó bị rạn nứt rồi. Tại
Tại nơi chân thực tự giá đó chúng ta có một cái vị trí đời đời ở trong cái vương, ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, và cũng như ở trên đất này. Và đó là lý do tại sao bố mẹ tôi mặc dù không có cho tôi những cái gì khác mà những người khác có thể cho được, nhưng mà bố mẹ cho tôi một điều quý giá nhất, đó là đặt để tôi tại nơi chân thật tự giá, là bởi vì tại nơi đó tôi sẽ tìm kiếm được tất cả những gì tôi đã mất trong cuộc đời này. Bởi vì tại nơi đó tôi được sự hàn gắn, tại nơi đó tôi được sự chữa lành, tại nơi đó tôi được sự an ninh của Đức Chúa Trời. Chỉ có một cái vị trí ở trong cuộc đời này mà nó đáng, chỉ có một cái vị trí ở trong cuộc đời này mà nó có ý nghĩa, là cái vị trí tại nơi chân của thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ. Bởi vì tại nơi đó chúng ta được thỏa mãn hoàn toàn, trọn vẹn. Và tại nơi đó chúng ta sẽ tìm kiếm được những mối quan hệ, những tình cảm, những sự bù đắp mà chúng ta đã kinh nghiệm cho những cái sự đáng đức trong cuộc đời này. Trong lúc mà tôi viết những cái email thì tôi không viết được một email cho một người thầy của tôi, bởi vì bà qua đời rồi. Cái người mà đã mở cái cánh cửa đầu tiên cho cái công việc đầu tiên của tôi, bởi vì bà ta qua đời rồi. Ngày hôm nay tôi không thể viết email cho bà nữa. Ngày hôm nay tôi không thể nào nói được bất cứ một lời cảm ơn nào cho bà nữa. Nhưng bởi vì bố mẹ tôi đã đặt để tôi tại nơi chân của thập tự giá, tôi biết được rằng mặc dù có những sự mất mát trong cuộc sống này, rất là nhiều những sự mất mát, nhất rất là nhiều những sự rạn nứt, rất là nhiều những cái sự hối hận, tại sao tôi không nói sớm hơn, tại sao tôi không có để thời gian ra để mà làm những cái việc gì đó mà ngày hôm nay tôi đang làm. Tôi cảm thấy có rất là nhiều những sự hối hận. Nhưng trong Chúa, tại nơi chân của thập tự giá của Đức Chúa Giêsu, tôi biết được rằng tôi có được những cơ hội khác để làm những cái điều cho những người khác. Cái vị trí mà bố mẹ tôi đã đặt để tôi tại chân của thập tự giá giúp cho tôi ngày hôm nay để trải qua được, để mà có thể hàn gắn được những sự hối hận đó. Và ngày hôm nay có lẽ quý vị có những sự hối hận, có lẽ quý vị có những cái điều gì đó mà chúng ta chưa có qua được, vượt qua được, chưa có thể tha thứ được cho chính mình, bởi vì chúng ta đã thiếu đi cái gì đó. Và trong cái cuộc sống này thì ở tại nơi chân của thập tự giá giúp cho chúng ta, để chúng ta có được sự hàn gắn từ nơi Đức Chúa Trời. Tôi xin cầu nguyện với Chúa cho hội thánh của chúng ta vào buổi chiều hôm nay. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa trời sự thương xót của Chúa ở cùng mỗi một chúng con. Lạy Chúa, chúng con đầy dẫy những gì đó mà con người không thể nào giúp cho chúng con được trời. Chúng con đầy dẫy những sự mà chúng con cần ăn năn trời, mà chúng con cần sự tha thứ, chúng con cần cánh tay của Ngài trời với vào trong lòng mỗi chúng con để xoa dịu đi. Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con xin Chúa Ngài đến và Ngài đoái thương đến cái vị trí của chúng con trời, là những người có tội ở trên đất này, là những người đã có những sự vi phạm đối với lại những người khác, những người anh em chúng con, những người xung quanh chúng con trời. Chúng con có những điều mà chúng con không thốt lên được, không nói ra được, không làm gì để mà thay đổi được hoàn cảnh của chúng con trời. Chúng con đến tại nơi chân của thập tự giá của Ngài cha, và chúng con xin với Chúa, Chúa ơi xin giúp chúng con, Chúa ơi xin hàn gắn cho chúng con cho những gì chúng con đã làm đối với. Chúng con xin Chúa Ngài đến và Ngài giúp cho chúng con, để chúng con trở nên trọn vẹn trong tình yêu thương của Ngài, để chúng con được đem lại và vò lại chơi ở trong tay quyền năng của Ngài chơi những cục đất sét trước mặt Ngài chơi ngày hôm nay. Xin Chúa Ngài đến và Ngài làm cho chúng con theo những gì mà Chúa đã định cho đời sống của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng, chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.